Nhưng mà việc nấu cơm có phải là việc của con đâu ạ. Không phải của chị thì của ai? Chị nhìn chị Son đấy, cũng đi làm việc mà vẫn một ngày 3 bữa cơm đầy đủ cho cả nhà. Nhưng mà con không phải là chị Son ạ. Chị Son đi rồi không có nghĩa con trở thành người thay thế. Con sinh ra không phải để làm nội trợ, suốt ngày chui rúc ở trong cái xó bếp đấy con không chịu được ạ. Vợ con không quen nấu nướng mà nấu lên cả nhà có ai ăn được đâu, cứ bắt Tuyết nấu làm gì ạ? Không biết thì phải học. Làm dâu, làm con trong nhà, làm vợ mà có nồi cơm không nấu được thì có làm được cái tích sự gì. Thôi em cứ lên nhà trước đi. Thế việc nấu cơm quan trọng lắm hả bố? Tuyết. Vậy tại sao mọi người là đàn ông, mọi người không tự vào bếp mà nấu ăn đi ạ? Tuyết. Việc gì cũng phải ỷ lại vào phụ nữ thế hả? Giờ ông Quyết ngang nhiên đâm trước mặt anh đấy. Anh làm gì ý chứ? Cậu muốn tôi ăn miếng trả miếng à? Đúng. Anh phải vạch trần mấy cái trò hèn hạ của ông Quyết đi. Mà này, theo như em tìm hiểu ấy, chính vợ ông ý là người rêu rao chị Son giả bệnh để anh kiếm trong phong bì đấy. Mày bảo phải thay đổi diện mạo để làm mới mình, để chứng tỏ giá trị bản thân cho cả nhà chồng thấy. Nhưng mà không ai thèm để ý cả. Bố chồng thì bảo là nhố nhăng, con trai thì chê xấu, còn chồng thì không thèm quan tâm. Thực ra cái việc thay đổi ý là để cho bản thân mày ngắm nhìn trước tiên, để mày biết yêu thương bản thân mình. Đẹp để làm gì khi cả nhà không ai cần tao nữa. Mày bảo là thiếu tao thì cả cái nhà nó sẽ bung bét lên như cái ổ chuột. Nhưng mà không phải như thế. Lúc tao về đến nhà thì nhà cửa sạch sẽ không một hạt bụi, tủ lạnh thì đầy ắp đồ ăn. Không có tao mọi người còn vui vẻ thoải mái hơn ý. Thế mày muốn cái nhà này nhớ đến mày chỉ ở chức năng nấu nướng với dọn dẹp nhà cửa à? Nếu mà thế đi thuê giúp việc là được mà.